Quý vị xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Hỏi đáp pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 6 giờ 50 thứ năm hàng tuần trên kênh Truyền hình Đồng Nai 1. Thưa quý vị và các bạn thân mến, theo lộ trình cải cách tiền lương thì từ ngày 1 tháng 7 2024 trở đi, cán bộ công chức viên chức và người lao động đóng bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ được hưởng mức tiền lương mới cao hơn so với thời điểm hiện tại. Với cách tính lương hưu dựa trên số năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu như hiện nay, thì việc tăng mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ dẫn đến việc tăng mức lương hưu. Theo đó, cán bộ công chức viên chức có thời gian hưởng tiền lương mới càng dài, thì lương hưu càng tăng cao so với người nghỉ hưu trước 1 tháng 7 2024. Như vậy thì người nghỉ hưu sau ngày 1 tháng 7 2024 có thể sẽ được hưởng mức lương hưu cao hơn nhiều so với những người nghỉ hưu trước cả tiền lương, dẫn đến sự phát sinh chênh lệch lương hưu giữa những người nghỉ hưu trước và sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 khi thực hiện cải cách tiền lương. Vì vậy, nhằm đảm bảo tính cân đối về mức hưởng giữa những người nghỉ hưu trước và sau 1 tháng 7 2024, đồng thời là đảm bảo tính cân đối trong khả năng là thu chi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất điều chỉnh mức tăng lương hưu từ 1 tháng 7 2024 với mức tăng là khoảng 8%. Và trong chương trình Hỏi đáp pháp luật ngày hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã mời đến trường quay Thạc sĩ luật sư Vũ Duy Nam, Phó trưởng ban đào tạo bồi dưỡng và phát triển nghề luật sư, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về những nội dung này. Dạ, xin được trân trọng kính chào luật sư ạ. Vâng, xin chào MC Bích Thủy, xin chào quý vị khán giả. Dạ, thưa luật sư thân mến, về vấn đề lương hưu thì không chỉ những người về hưu quan tâm mà những người đang làm việc cũng rất là quan tâm, đặc biệt là những người đang đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. Vậy thì luật sư có quan tâm tới vấn đề này không ạ? Dạ, thực ra đây là một vấn đề chung và chúng ta, bản thân như tôi cũng là một người đi làm và tôi cũng quan tâm đến câu chuyện là thu nhập của tôi có đảm bảo được cuộc sống hay không. Dạ. Và thứ hai là sau khi mà tôi hết tuổi lao động rồi thì cái mức lương hưu của tôi có đảm bảo được cho cái đời sống khi mà mình không còn lao động nữa hay không. Vậy thì luật sư thấy là lương hưu ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chúng ta? Vâng. Đây là một vấn đề thực tế. Câu chuyện là gì? Người ta ở Việt Nam hay có câu là gì? Trẻ thì cậy cha, già thì cậy con. Đó là trước đây thôi. Vì bản thân là gì? Người ta chủ yếu là chúng ta sống dựa vào con cái. Nhưng mà đối với xã hội ngày nay thì cái việc là gì? Chúng ta khi mà chúng ta đến tuổi nghỉ hưu, chúng ta có được một cái nguồn thu nhập ổn định, không phải dựa dẫm vào con cái là một cái điều hết sức là quan trọng. Và đảm bảo là gì? Như vậy thì chúng ta sẽ yên tâm để mà sống khỏe, sống tốt. Nên chắc chắn cái việc là gì? Lương hưu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của những người mà đã hết tuổi lao động. Bản thân là ở cái khi đã hết tuổi lao động cả một cuộc đời cống hiến rồi thì khi mà về tuổi xế chiều làm sao đấy nó phải đảm bảo được cái cuộc sống ít nhất là cuộc sống tối thiểu. Và như vậy thì chúng ta mới đỡ phải, thứ nhất là không có phiền con cái, thứ hai là chúng ta sẽ ổn định được cuộc sống tốt hơn và yên tâm để vui vẻ trong cái cuộc sống với con cháu. Dạ. Thưa luật sư, vậy thì theo chính sách mới của lương hưu thì người nghỉ trước và sau 1 tháng 7 2024 sẽ có thay đổi như thế nào ạ? Kính thưa quý vị khán giả, đó là Đảng và Nhà nước chúng ta cũng hết sức quan tâm đến người lao động. Từ trước đến giờ chúng ta đã có rất nhiều lần cải cách tiền lương và lần cải cách tiền lương ngày 1 tháng 7 năm 2024 này là một lần cải cách gọi là cải cách lớn, toàn diện, giải quyết rất là nhiều vấn đề. Tôi cũng chưa thấy có lần nào mà chính phủ liên tiếp ban hành các cái nghị định về giải quyết các cái câu chuyện từ 73, 74, 75 để giải quyết câu chuyện thứ nhất là về tăng lương cơ sở, tăng lương hưu, rồi tăng mức tối thiểu vùng, đều giải quyết trên cơ sở giải quyết được các cái vấn đề cho người lao động. Vậy thì chắc chắn là với cái việc mà chính phủ ban hành nghị định số 75 về việc tăng lương hưu thì những cái người mà nghỉ trước và sau cái ngày 1 tháng 7 đều đảm bảo được quyền lợi. Có nghĩa là đối với những người mà nghỉ trước cái thời điểm ngày 1 tháng 7 thì họ sẽ được bù trừ, có nghĩa là tăng ở mức để đảm bảo rằng nếu giả sử mà chưa đến mức 3,5 triệu thì họ có thể được bù trừ cái phần, nếu mà từ ví dụ từ 3,2 triệu đến 3,5 triệu thì là sẽ được tính 3,5 triệu, còn nếu như mà ở cái mức mà dưới 3,2 triệu thì sẽ phải cộng thêm
300 ngàn để đảm bảo rằng là, tức là cái chính sách này là chính sách về bù trừ để đảm bảo rằng người lao động khi về hưu đã trước cái thời điểm này. Bởi vì chúng ta biết là cái chính sách lương hưu á, thì căn cứ vào cái việc chúng ta đóng bảo hiểm xã hội, mà cái thời điểm cái mức lương mà chúng ta đóng bảo hiểm xã hội càng cao thì cái mức chúng ta hưởng Hưởng lương lương hưu hưu sẽ càng càng cao. cao. Đấy, nhưng mà từ ngày 1 tháng 7 thì chúng ta là tăng mức lương cơ sở từ 1 triệu 8 lên 2 triệu 340 ngàn, tức là chúng tôi hay nói đùa với nhau là lần đầu tiên mà tăng tới 30%. Đấy, như vậy đồng loạt với việc là lương sẽ tăng rất là cao. Lương tăng rất là cao, vậy thì những người mà nghỉ sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì có vẻ có lợi hơn. Đấy, chính phủ cũng đã nghĩ tới cái chính sách này nên là đã có cái chính sách tại Nghị định 75 về việc bù trừ thêm, cộng thêm một phần nếu như mà trong cái mức tiền lương hưu giả sử như là từ 3 triệu 2 đến, sau khi mà tăng rồi nhé, mà nằm ở trong cái mức từ 3 triệu 2 đến 3 triệu rưỡi thì sẽ là tăng lên mức 3 triệu rưỡi, tức là đã tăng rồi mà lại tiếp tục cộng thêm một khoản bù trừ nữa. Đấy, và dưới cái mức đó thì có thể cộng thêm 300 ngàn sau khi đã tăng là cộng thêm nữa. Như vậy là đảm bảo được cái vấn đề, giải quyết được câu chuyện là người nghỉ hưu sẽ có được cái mức thu nhập đủ để trang trải cho cuộc sống của họ. Dạ, chính vì thế mà Bích Thủy muốn hỏi câu hỏi tiếp theo cho luật Dạ. sư, đó là vậy thì với những người mà nghỉ hưu trước 1 tháng 7 2024 thì có được bù giảm phần chênh lệch khi mà các tiền lương được tiến hành không ạ? Vâng, đó chính là cái nội dung mà tôi chia sẻ. Đó là gì? Là khi mà họ nghỉ trước cái thời điểm đó thì họ sẽ được nghỉ hưu, họ hưởng lương hưu á, là ngoài cái việc là được tăng theo cái Nghị định 75 thì họ lại được cộng thêm một cái khoản nữa. Cái khoản đó gọi là khoản bù trừ vào, bù vào. Tức là mình nói cái từ chính xác là bù vào, tức là để cộng, vậy là thành cộng hai khoản chứ không phải một khoản. Một khoản tăng theo Nghị định 75 là bao nhiêu phần trăm tùy vào mức độ, 8%, 15% gì đấy. Sau đấy lại được cộng thêm, ví dụ như đã tăng rồi nhé, đã tăng rồi tức là bạn đã tăng được 8% rồi mà bạn vẫn, cái mức thu nhập lương hưu đó nó vẫn đang nằm trong cái khúc từ 3 triệu 2 đến 3 triệu rưỡi, thì chính phủ xác định là sẽ tăng lên cái mức 3 triệu rưỡi luôn. Vậy nếu với cái mức bù đấy thì không phải là 8% nữa mà sẽ là cao hơn rất nhiều. Rồi giả sử là nếu như mà tăng lên rồi mà nó lại nằm ở mức chỉ là 3 triệu 2 thôi thì sẽ được cộng thêm 300 ngàn nữa. Tức là gọi là cái đây là tăng, là tăng nhưng mà tăng hai lần. Vậy là đảm bảo được cái việc bù cái phần chênh lệch do tăng 30% lương cơ sở. Bởi vì khi mỗi một lần tăng lương cơ sở thì thông thường cái xu hướng là gì? Là giá cả hàng hóa sẽ có xu hướng nhích lên một chút xíu. Chính phủ đã tính toán tới điều này và khi đưa ra cái việc tăng lương hưu thì đã lấy cả hai phương án, lấy mốc ngày 1 tháng 7 2024 làm chuẩn. Những người nghỉ trước thì có vẻ thiệt thòi hơn nhưng mà đã có phương án để bù vào. Đấy, còn những người nghỉ sau thì đương nhiên do lương cơ sở tăng nên lương hưu của họ sẽ tăng lên. Dạ vâng. Thưa luật sư thì lương hưu sẽ được điều chỉnh theo mức tham chiếu như thế nào ạ? Dạ vâng. Thực ra thì cái câu chuyện này chúng ta phải quay lại cái câu chuyện là giống như mình chia sẻ là cái việc là đầu tiên là phải căn cứ vào cái mức đóng bảo hiểm xã hội đối với những người lao động đóng bảo hiểm xã hội, và đối với những người trong cơ quan nhà nước thì sẽ tính theo theo bậc. Tuy nhiên thì sẽ căn cứ vào cái phần trăm để chúng ta tính hệ số tăng cái mức lương lên. Làm sao đấy để đảm bảo rằng cái phần trăm tăng thêm đó nó giải quyết được cái câu chuyện về đời sống cho người người lao động khi khi về hưu. Vậy là có hai cái, một cái là căn cứ vào cái mức đóng mà bảo hiểm xã hội khi mà trước cái thời điểm chúng ta về hưu, và thứ hai là tăng theo hệ số. Thực ra hệ số này đó là một cách để đảm bảo cái việc trượt giá được, bảo đảm rằng mức sống của những người về hưu được đảm bảo. Dạ, thưa luật sư, là được biết là từ 1 tháng 7 2024 thì sẽ có 3 loại lương được tăng. Vâng. Vậy thì 3 loại lương này là 3 loại lương gì ạ? Quay về cái câu chuyện về cái việc là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì có 3 loại lương được tăng, thì chúng ta lại quay ngược trở lại câu chuyện là gì? Tôi có chia sẻ về cái việc là chính phủ đã giáo diết trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 chúng ta ban hành 3 cái nghị định liên tiếp. 73, 74, 75. Thì đầu tiên chúng ta phải chia sẻ với nhau rằng đó là tăng mức lương cơ sở. Tăng mức lương cơ sở có nghĩa là trước đây chúng ta biết rằng là mức lương cơ sở của chúng ta là 1 triệu 800 ngàn
đúng không ạ? À, sau này chúng ta tăng lên từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì lương cơ sở của chúng ta đã tăng 30%. 30% tức là tăng lên 2 triệu 340 ngàn đồng. Vậy thì cái mức lương cơ sở này tăng thì sẽ dẫn đến cái gì? Lương của cán bộ công nhân viên chức hưởng lương sẽ được tăng thêm. Bởi vì là chúng ta biết là lương của cán bộ công nhân viên chức thì chúng ta sẽ lấy hệ số lương nhân với lại mức lương cơ sở. Ví dụ như là nếu như lương của Bích Thủy trước đây là hệ số là 3 chấm chẳng hạn, 3 chấm thì nếu lương trước đây của bạn là lấy 3 chấm đó nhân với 1,8 triệu thì sẽ ra cái lương của mình. Thì bây giờ mình cũng 3 chấm đó, nhưng mà mình lại nhân với lại hệ số là 2,340,000. Vậy là rõ ràng là nếu chúng ta tính một bài toán đơn giản thì chúng ta sẽ thấy là cái lương tổng của chúng ta sẽ tăng tầm khoảng 30%. So với lại lương trước đây, trước ngày 1 tháng 7. Đương nhiên câu chuyện là gì? Với cái việc tăng trong cái các cái cơ quan nhà nước liên quan đến mức lương cơ sở thì các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng phải thực hiện cái việc tăng lương để đảm bảo được cái đời sống cho người lao động. Bởi vì là khi mà tăng lên cái chung cái xã hội được tăng lên thì người lao động cũng cần phải đảm bảo được cái cuộc sống của họ. Chính vì vậy đây là cái lương đầu tiên mà chúng ta chia sẻ. Lương thứ hai mà tăng đó là chúng ta nãy giờ chúng ta đang nói về lương hưu. Tại nghị định 73 đã quy định về cái việc là tăng lương hưu. Cái thứ ba mà chúng ta có thể trao đổi đó là mức lương tối thiểu vùng cũng đã tăng lên. Thì tùy vào từng vùng, từng mức độ thì sẽ quy định về cái việc là tăng ở mức độ là bao nhiêu. Nhưng mà tại nghị định 73 và 74 thì cũng đã quy định rõ về hai cái vấn đề này, đó là tăng lương cơ sở và tăng lương mức lương thiểu vùng, tối thiểu vùng. Vậy khi mà chúng ta tăng toàn diện như vậy thì sẽ giải quyết được các cái vấn đề cơ bản của xã hội và đảm bảo được cuộc sống cho không những là người lao động đang công tác và làm việc, cán bộ công nhân viên chức, mà cả những người về hưu, những người ở vùng sâu vùng xa, họ cũng có những cái hệ số để đảm bảo là cái mức sống đồng đều và đảm bảo được tăng cái mức sống của người lao động nói chung. Cho Bích Thủy hỏi thêm là với mức tăng 30% lương cơ sở thì nó sẽ cho tất cả các vị trí hay là sẽ tùy từng vị trí, thưa luật sư? Nội dung này thì chúng ta sẽ tiến tới một cái việc xa hơn, đó là chúng ta sẽ xây dựng cái vị trí việc làm. Xây dựng vị trí việc làm tức là cụ thể từng vị trí việc làm thì cái mức lương như thế nào đấy chúng ta sẽ xây dựng, nhưng mà đó là lộ trình xa hơn một chút xíu. Còn gần nhất là chúng ta chưa xây dựng cái vị trí việc làm thì chúng ta đang sử dụng trên cơ sở của mức lương cơ sở. Vậy sử dụng mức lương cơ sở thì chúng ta chỉ căn cứ vào cái việc là gì, là hệ số của vị trí, cái công việc, cái thâm niên công tác, cái thời gian làm việc và cái hệ số hưởng của các đối tượng như là người lao động là người tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp đại học, hay là những người mà công tác lâu năm chẳng hạn, thì căn cứ vào hệ số lương đó chúng ta nhân với cái mức lương cơ sở thì nó sẽ tăng chung trên cơ sở hệ số là hệ số không đổi nhưng mức lương sẽ thay đổi. Nhưng ở đây chúng ta cũng phải nói là về xa hơn thì chính phủ đang từng bước để xây dựng cái vị trí việc làm để giải quyết được triệt để vấn đề về thu nhập và đảm bảo được cái sử dụng lao động một cách hiệu quả cũng như là xứng đáng với cái sự cống hiến thì người lao động sẽ được hưởng cái mức phù hợp với cái khả năng và cái trình độ của mình. Dạ vâng ạ. Thưa luật sư, thì việc cải cách tiền lương sẽ có ảnh hưởng thế nào đến thu nhập của công chức viên chức người lao động? Vâng, thực tế là như chúng ta mới chia sẻ với nhau, đó là việc cải cách tiền lương sẽ giúp cho cái thu nhập của người lao động, cán bộ công nhân viên chức được tăng lên. Đương nhiên câu chuyện khi mà thu nhập tăng lên rồi thì cũng có một cái việc đó là có khả năng sẽ dẫn tới một cái việc đó là cái vấn đề về trượt giá hoặc là hàng hóa có thể sẽ tăng một phần nào đấy. Nhưng mà từ ngày 1 tháng 7 cho đến hiện nay thì tôi thấy cái việc hàng hóa cũng có một số mặt hàng tăng nhưng mà tăng không nhiều. So với việc cải cách tiền lương thì vẫn đảm bảo tốt, đó là người lao động có mức thu nhập cao hơn so với việc
trượt giá. Như vậy là tôi đánh giá là cái việc cải cách tiền lương này lần này là rất là thành công, đảm bảo được cho người lao động có mức thu nhập cao hơn so với lại cái mức như thời điểm trước đây. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị thân mến, phần giải đáp của thạc sĩ luật sư Vũ Duy Nam vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hỏi đáp pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn thạc sĩ luật sư Vũ Duy Nam đã tham gia cùng với tại đàm chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.